Thì trong si đấu thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay, Vâng He là một game thủ mà có thể nói là rất là chuyên nghiệp đấy. Mà không sao đâu anh em, bây giờ ổn định rồi là ok. Kèo chốt mấy C bằng khả năng cao chỉ là lốt một C này thôi. Vâng, em đang hy vọng là không có kết quả là nó hòa. Rồi phô, mắc bóng rồi. Quá rồi phô bự. Vâng thế lại cân. Vâng phô bự thì lại cân rồi. Mắc bóng đến từ cái bóng này, trong khi kia là cái tầm trung. Vì nếu mà mắc bóng thì phải là hit cơ. Nhưng mà hit thì trong cái map này là đánh 244 thì là mắc bóng đấy. Nhưng mà theo nghĩ là cái bóng đấy vẫn là pơ là vẫn là hay hơn. Trong cái map nó bé như thế này. Vâng, kèo khả năng cao chỉ là lốt C này thôi anh em nhá. Vì buổi chiều anh mách 13:30. 12 giờ đấy. Vâng, lại vẫn vẫn đang kêu rè thì em hiện tại là cũng khó chịu được anh em cả đây. Anh em nào mà mic rè thì có thể thông cảm cho em. Vì đơn giản là một số anh em vẫn đang kêu bình thường. À, cũng có khả năng. Rồi đây sẽ là trận đấu mà bạn này trong thi đấu đầu tiên. Vâng, đây là bài yêu đầu của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Phô bơ, nó y hệt cái bài Baby Bơ. Hy vọng là con phô nó khác hơn con Baby một chút. Vâng, quay trở lại diễn biến rồi. Vâng, chiều đây là anh em là anh bác solo AC với game thủ tiểu bàn thầu của BB anh em nhé. Ôi, em bật rồi. Ôi, bây giờ phải chịu thôi. Khi bây giờ mà ca mic mà nó hơi rè mà anh em, một số anh em kêu mic ok. Còn một số mic rè thì em cũng nên chịu thôi. Em rất mong anh em thông cảm. Bấm nút C, khả năng cao nút C anh em nhé. Thì 13:30 có kèo tiếp rồi. Phải cho các game thủ có thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Hoặc là ngồi nằm nghỉ một chút trước khi đến cái kèo đấu buổi chiều. Đấy là buổi chiều chứ còn buổi tối em còn chưa biết là có kèo gì không nữa cơ. Đấy, nhiều cái kèo đấu sẽ được cập nhật thường xuyên cho anh em. Bài sẽ có thêm 3 con voi để đưa về. Đây là con voi lẻ, có thêm con voi nữa là có 3 con voi, thêm những 7 hiêu. Vâng, xin chào anh Nguyễn Đức Việt. Khả năng cao bây giờ anh mới đang nghỉ trưa. Rất cảm ơn anh đã có mặt tại livestream của game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh em có thể like cũng như chia sẻ đến các hội nhóm, tất cả các hội nhóm nào bà bầu rồi hộ thanh lý đồ điện thoại rồi các kiểu để ủng hộ anh Bách trong kiểu đúng này. Rồi, xin chào anh Lê Huy. Rồi con voi sẽ đưa về thôi. Pơ xe đến từ game thủ He cũng vài pơ này. Vâng, gặp đúng long mạch rồi. Vâng, bây giờ mic rè hay không thì không còn là vấn đề nữa rồi. Rất mong anh em những ai mà rè thì thông cảm cho em thôi. Vì vừa rồi em chỉnh gần như là hết hết những gì có thể chỉnh được rồi. Cho con voi thứ ba đưa về. Bên trên có thêm một bãi quả, bên cạnh bãi quả có một bầy hươu. Ơ, khả năng thế thật đấy. Anh Vũ Quang Dũng nói khả năng thế thật đấy. Ô, hình như bầy hươu kia là nó đang ăn đấy. Đấy, bây giờ đấy. Chính xác là gần cái xe giò kia rồi. Đấy, He đang có một bầy hươu ngay đây. Thì hai nhà game thủ rất là gần. Hai nhà game thủ rất là gần. Bầy hươu của He đang ăn cạnh cánh rừng. Chính xác rồi. Bầy hươu mà sẽ đưa về đấy. Điểm số của He đang là rất thấp. Nhưng mà chúng ta kích đời như này là ngang pơ rồi. Một bài phô sẽ là kích đời ngang pơ xe. Còn lên được khả năng cao là còn vỡ vẩn được con trước cơ. Vâng, điểm số này là trước rồi. Cùng lắm là cân thôi.
Vâng, cách 9 với 25 lông dân của Phô. Vâng, vậy là con pơ này là cân ngang phớ, ngang phớ, ngang phớ. Vâng, vậy là con pơ này không có cái gì gọi là đột biến hơn rồi. Cùng cho xem anh sẽ lên công nghệ gì trước. Úi giời, he còn chưa lên đời. Vâng, với hơn 20% giò, he là người chưa lên lên đời với bài pơ này. Ơi giời, bây giờ mới đóng nhà điều kiện. Mát quá. Ok he. Úi giời ơi, bây giờ mới đóng nhà điều kiện. Thì tầm 11 phút 30 may ra he mới có giò. Hay quá. Vâng, một bài pơ xe an mà lên đời. Không hề đột biến. Kích đời vào tầm 10 trong 10 thôi. Như vậy là bài pơ này chỉ là bài pơ cân những cái con bình thường. Vâng, nào là một nông dân cho nó mát. Không cần bo bế với bà không anh. Úi giời, kê cái gì đây? Kê cái gì? BL gì hay BA nhỉ? Xây cái gì vậy? Vâng, nhanh quá em chưa kịp được định hình được cái nhà ấy nhà gì. Vâng, hy vọng là cái con lính của game thủ he sẽ lọt vào trong kia. Vâng, 1L bánh xe. Vâng, vậy là 1L 1A đến từ game thủ he và đập chết cái con dân gì cũng được. Khi chúng ta đang ở đời 3, he là người sẽ không được quyền đập. Chết giò không? Rồi, khả năng cao là chết giò đấy. Vẫn chạy được kìa. He là người chưa lên đời. He là người chưa lên đời. Đang thế trận đang rất là yêu giò. Chưa vội vàng được bên xe vì chưa có gô. He là người vẫn chưa lên đời. 13 phút 20. Ơi nghiệt dành cho he. Lần bánh xe. Vâng, he là người vừa mới nhảy đời thôi. Chúng ta sẽ có pê thủ. Rồi xong rồi. Tím cho he. Chia buồn cho kim tuổi he ở trận đấu này. Khi con phô này kích chín. Úi giời ơi đắng. Vâng, vậy là cái con lạc đà nó trong đấy mới đắng. Vì ông này chỉ có đen nhà BL đi thôi. Có đen nhà BL không? Vâng, sự lựa chọn của game thủ he. Một là đen nhà BL và hai là chấp nhận và mất con lạc đà này. Mất. Lâu thế. Úi giời, đen đi à? Rồi, tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ tư. Vâng, đắng quá. Con pơ xe an này lên đời như vậy là con pơ quá rách. Vâng, chỉ có thể trách thôi. Trách số tôi cũng không thể trách được ai cả.